nhằm thực thi tốt luật hòa giải đối thoại tại tòa án có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Tòa án nhân dân thành phố tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm hòa giải viên của tòa án nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng. Tại buổi lễ, tranh án tòa án nhân dân thành phố đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm 24 hòa giải viên hòa giải đối thoại tại tòa án của tòa án nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng. Trong đó có 3 hòa giải viên cấp thành phố và 21 hòa giải viên của 7 quận huyện việc bổ nhiệm hòa giải viên hòa giải đối thoại tại tòa án giúp cho tòa án nhân dân thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử hòa giải thành đối thoại thành mà không cần xét xử tiết kiệm thời gian công sức của các bên từ đó góp phần hàng gắn mâu thuẫn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngăn ngừa tranh chấp trong tương lai tạo sự đồng thuận xây dựng khối đoàn kết trong dân dân.